À, thì ở đây có số liệu nó sửa lại một tí. Đây, kiểm tra số liệu. Thông thường thì khi người ta nhập vào có một số cái có số liệu bị lỗi. Rồi, tiền phụ phí. Phụ phí thì bằng nếu là bánh thì 2% của nhập bằng nếu mở ngoặc cái này là bánh ha, bánh vậy thì 0,02, hệ số là 0,02, nếu là mứt thì là 1%, nếu bằng mứt thì là 0,01. Vậy à, nếu là kẹo thì 0,03, trường hợp còn lại thì 0,03. À, đóng ngoặc lại thì ta có cái hệ số phụ phí. Hệ số này phụ phí này nhân với cái tiền nhập thì ta có phụ phí. À, tiếp đến là tiền bán thì bằng tiền nhập cộng phụ phí, bằng tiền nhập cộng với phụ phí thì ta có tiền bán. À, tiếp là điền vào cái bảng này thì như vậy thì ở đây là số lần bán thì ta sử dụng COUNTIF có add câu lệnh câu điều kiện đếm với nhiều điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nhân viên, tên nhân viên F4, vậy đến tên nhân viên là OC19. Tiếp là cái tháng 8 thì điều kiện là ngày tháng F4, vậy điều kiện là lớn hơn hoặc bằng ngày mùng 1 ngày năm 1998, ngày mùng 1 tháng 1 ngày mùng tháng 8 ngày mùng 1 ha. Đó. Điều kiện thứ hai thì tương tự điều kiện thứ nhất nhưng mà ta cho ở đây là ngày 31 tháng 8. Đó. Enter và kéo xuống thì ở đây là ngày tháng 9 và đây là tháng 9, 30 tháng 9. Như vậy nhân viên tên Nga 1, 2, 3. Nhân viên tên Nga lớn hơn, à đây là nhỏ hơn hoặc bằng. Đó. Đây là nhỏ hơn hoặc bằng. Đó. Enter. Như vậy thì số lần bán là điều kiện là tên nhân viên là thứ nhất, thứ hai là lớn hơn ngày mùng 1 tháng 8 năm 98 và nhỏ hơn ngày 31 tháng 8 năm 98, và cái tháng 9 thì tương tự là tên nhân viên là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là sẽ là lớn hơn cái ngày bán, lớn hơn ngày 1 tháng 9 và nhỏ hơn ngày 30 tháng 9. Tương tự thì ta có số tiền bán, số tiền bán cái điều kiện này ta copy lại ha, hai cái điều kiện này ta copy lại. À. À, thì số tiền bán thì bằng sum if add sum range là cái vùng tín tọt F4. Vậy điều kiện thứ nhất là nhân viên F4, vậy tên nhân viên, tiếp đến là cái vùng điều kiện ngày tháng. À, đóng ngoặc lại, enter.
Tương tự như vậy thì cái phía dưới thì ta sửa lại tháng 9 và tháng 9 ngày 30. Tiếp là sắp xếp lại cơ sở dữ liệu theo cửa hàng. Cùng cửa hàng thì xếp theo tiền bán giảm dần. Đấy, cửa hàng và tiền bán giảm dần thì ta lựa chọn vùng cơ sở liệu, chọn custom sort. Đầu tiên cái lựa chọn đầu tiên là cửa hàng giảm dần và nhấn vào add value, chọn tiếp theo là tiền bán và giảm dần là large to small. Đấy, ok. Đấy, như vậy là đã sắp xếp lại được cái cơ sở dữ liệu. Kết thúc đề số 21.